Đây là vườn sầu riêng của ông Nguyễn Phước Thiện ở xã Ya Plang, huyện Chư Sê, với 700 cây giống ri 6 và thái. Vụ thu hoạch vừa rồi, sản lượng ước đạt khoảng 70 tấn. Tính theo giá tại vườn, bình quân 50.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, ước tính ông Thiện thu lãi gần 3 tỷ đồng. Vì vậy, sầu riêng đang là cây trồng rất hấp dẫn đối với bà con nông dân. Nếu ai mà có sầu riêng cho đồ thì cũng đầu tư thì cũng làm cũng tốt, chứ không có sao. Mà giá cả như bữa nay thì vậy thì còn... Niềm vui được mùa, được giá cũng là tâm trạng chung của bà con nông dân trồng sầu riêng ở các huyện Chư Pả, Yak Krai, là những địa phương có diện tích sầu riêng nhiều của tỉnh Gia Lai. Năm nay vườn cây của tôi nói thực tế ra là cũng năng suất cao hơn năm ngoái, coi như gần một gấp đôi. Cây nó lớn hơn nữa, với lại hai nữa là cái trong thời gian chúng tôi chăm sóc thì chăm bón thì phân gió nó cũng phải tốn kém tí. Tôi là 50 cây. 50 cây là được thu hoạch là được hơn chục tấn. Tính đến nay, toàn tỉnh phát triển được hơn 9.000 hecta sầu riêng, tăng hơn gấp đôi so với năm 2014 và dự ước con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Theo lý giải của nông dân, sầu riêng là mặt hàng được giá nhất hiện nay và đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, trong khi thời gian thu hoạch giữa các địa phương mang tính luân phiên, không tập trung cùng một thời điểm nên không lo cung vượt cầu. Thấy cái cây sầu riêng nó cũng chia đều ra cả năm lần, nó thu hoạch đó, thì nó ảnh hưởng thì nó cũng vào cái giai đoạn, vào cái dịp, vào cái khoảng hên xui nữa. Thì hên thì tổng giai đoạn giá cao mà xui thì giá nó thấp, mà nhưng mà giá cái thu hoạch nó trải dài cả năm thì nó vẫn đỡ ảnh hưởng về cái giá cả. Ví dụ là cái Gia Lai này nó lịch các cái tỉnh khác thì nó có giá. Thế nhưng vẫn có những quan điểm khác cho rằng liệu khi nhà nhà đổ xô trồng sầu riêng thì việc tiêu thụ cũng như giá cả còn giữ được tốt như năm nay hay lại rơi vào tình cảnh cung vượt cầu, đẩy giá giảm sâu. Bây giờ dân mình trồng rất nhiều, trồng nhiều lắm, nhưng mà chỉ sợ là cũng vượt quá cầu rồi, đến khi là năm nay là phần thu hoạch vẫn là được. Năm nay là những người mà họ ở các nơi khác có xe tải lớn họ đến họ thu mua rồi là họ vận chuyển đi cho được thì được, nhưng mà nếu giả sử mà trường hợp mà không có xe nơi khác đến đó, thì là rất sợ là cũng vượt quá cầu. Hiện tại chưa xác định được chính xác nhu cầu tiêu thụ của các nước đối với sầu riêng Việt Nam, mà việc xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường tùy từng thời điểm nhất định. Riêng địa bàn tỉnh Gia Lai, hiện nay chưa có một doanh nghiệp nào tham gia vào hoạt động xuất khẩu mặt hàng sầu riêng, mà việc tiêu thụ vẫn thông qua các thương lái, nên không có tính liên kết. Một trong những hình thức nhằm đảm bảo tính ổn định đầu ra cũng như giá cả như một số sản phẩm nông sản khác. Còn việc Trung Quốc đã chính thức cho nhập khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam, đây được xem là cơ hội để nâng giá trị kinh tế của mặt hàng sầu riêng. Tuy nhiên, liệu có được bao nhiêu vườn đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu trong khi phần lớn nông dân hiện nay vẫn canh tác theo kiểu truyền thống, chưa đáp ứng các yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn?